đó là võ sĩ Mai Tây Phước sẽ thử. Alo. Bên đây có Mai Quế Lộ. Bên đây có Mai Quế Lộ em của Mai Mai Chính Thủy. Mai gì? Mai đâu? Mai đâu? Mai đâu? Mai đâu? Mai đâu? Mai đâu? Theo như luật thì bạn dây mức giữa, bạn coi sợi dây giữa về phía mức đội nào trước thì đội đó chiến thắng. Chỉ nhờ trò chơi kéo co đang diễn ra là sôi nổi, đề nghị cổ động viên của tất cả các đứa trẻ các bạn hãy cổ vũ cho đứa trẻ mình đi đâu. Trò chơi chuẩn bị. Chuẩn bị. Từ từ. Bắt đầu. Đổi sân. Không biết sẽ trả tiếng lên có muốn tôi cổ vũ không, mà tôi cổ vũ lên quá trời.